thôi dậy sớm nhé, đạp xe loanh quanh. Mắt xanh môi hồng xinh xinh, nhiều anh nhìn theo. Ngày mai bao niềm vui mai. Thôi thì sống vui lên mỗi ngày. Trăm năm có cầu, sông còn có lúc nồng lúc sâu. Vậy buồn làm chi? Ơi. Alo. Alo, chị ơi. Tôi nghe nè. Dạ, hiện tại thì em đang trên sàn vàng. Em đang bị kẹt vốn quá chị. Em muốn mượn tạm chị một số tiền trong tài khoản để thực hiện giao dịch trong phiên tối nay ạ. Cậu muốn mượn bao nhiêu? Em cần 200 triệu. Hả? 200 triệu? Cái gì mà 200 triệu dữ vậy? Đâu có bao nhiêu đâu chị. Nếu chị không đồng ý cũng không sao, em sẽ hỏi người khác. Khoan. Chỉ cần ngày mai phiên giao dịch đóng cửa. Nếu mà có lời á thì tôi sẽ được 10% trên tổng số tiền mà cậu mượn tôi đúng không? Dạ đúng rồi chị. Còn nếu lỗ á thì em sẽ tự động bù tiền vào tài khoản cho chị. Chị sẽ không bị mất đi một đồng nào đâu. Chị yên tâm nha. Nhưng mà tôi có thể theo dõi quá trình giao dịch để biết tiền của tôi lời lỗ bao nhiêu không? Dạ tất nhiên là được rồi. Nếu chị đồng ý, em sẽ mượn tạm tiền trong tài khoản của chị để giao dịch. Rồi em sẽ đọc tên trang web và tài khoản giao dịch của em cho chị để chị tiện theo dõi. Sao chị? Chị quyết định nhanh giùm em. Sắp bắt đầu phiên giao dịch rồi đó chị. Quyết luôn. Dạ, vậy nha chị. Hai trăm triệu lần đó. Thôi kệ đi. Hai trăm triệu lần đó. Trời ông thần tài ông địa phù hộ cho con đi. Có thêm thôi đừng có bớt. 200 triệu. 200 triệu mà mất một cái chắc. Mấy giờ rồi? Hả? 9 giờ rồi. Trời, không biết số phận 200 triệu của mình sao nữa. Mình phải làm thế nào đây? Nhức đầu quá.
chắc phải nhờ thầy Toàn tư vấn mới được. Dạ, em chào thầy. Dạo này thầy khỏe không ạ? Dạ, em khỏe thầy. Thầy ơi, nếu được á, thầy tư vấn giùm em trường hợp này nha thầy. Dạ. 2 tuần nữa thầy mới đi công tác về hả thầy? Dạ, vậy thì thôi. Dạ, dạ cảm ơn thầy. Đi đâu hết trơn rồi ta? Mọi người đâu rồi? Không lẽ Tươi mới đi có vài tháng mà đóng cửa nghỉ luôn rồi hả? Trời bất giỡn nghe. Thấy chưa? Tươi nói mà không có Tươi là không có làm ăn gì được hết trơn. Con chó nào mà đưa cô Trần Thị Vui Tươi đến đây vậy? Trời ơi, em tới thăm thăm sếp mà, sức khỏe không? Thăm tôi? Dạ, em ở trở mới xuống á. Ủa mà hồi nãy em vô đây em tưởng đâu công ty ruột của mình đóng cửa rồi. Em tưởng đâu sếp đi trốn nợ rồi chứ. Làm gì ban ngày ban mặt mà khóa cửa ghê vậy? Trời ơi, lâu ngày gặp lại, cô cũng có duyên như xưa ha. Dạ, em thấy em có duyên mà sếp. Nhưng mà tôi đâu có còn là sếp của cô nữa đâu. Đừng xấu hổ như vậy. Trời, em lịch sự thôi. Vì cô thôi vô trong nói chuyện ha. Đứng đây người ta tưởng tôi với cô tới văn phòng để xiết nợ, còn như tôi lắm. Ha? Dạ. Để đi. Dạ, dạ. Là sao nè? Sếp, sếp. Vẫn là khung cảnh này. Vẫn là cái bàn này. Mọi thứ ở đây không có gì thay đổi hết. Những kỷ niệm giống như là mới ngày hôm qua vậy. Nhớ nhất là những lần cô hại văn phòng. Dầu sôi lửa bỏng phải không cô? Thôi mệt quá đi. Giống như là về thăm trường xưa vậy. Đừng có nói nhớ tôi, nhớ văn phòng về thăm nha. Dạ thì em cũng tính về đây thăm sếp. Với lại có một vài việc muốn nhờ sếp. Đó, biết ngay mà. Lúc này làm gì rồi? Công việc có bận lắm không? Dạ, bây giờ em làm chuyên viên tư vấn tâm lý. Trời, làm gì sếp ngạc nhiên vậy? Em nói thiệt chứ bộ. Em làm ở văn phòng chuyên viên tư vấn tâm lý đàng hoàng luôn á. Nè, thấy chưa? Em có cặp physics đàng hoàng luôn, có sếp coi hả? Đi. Đó, chuyên nghiệp lắm á. Giờ cô muốn tôi giúp gì đây? Dạ, hôm nay em tới đây là có việc này muốn nhờ sếp giúp. Đây là hồ sơ và toàn bộ tài liệu về vụ tranh chấp giữ quyền thừa kế tài sản đó sếp. Em biết là sếp rất là rành về cái việc này, cho nên em muốn nhờ sếp. Nhưng mà sếp làm nhiều thì tính nhiều với em. Nhưng mà sếp cũng biết là em ở miền Tây á, nhà em cũng nghèo, em lên đây có một mình à. Rồi một mình thân em con gái. Sếp cũng biết là em đâu dư giả gì nhiều đâu, cho nên... Tôi nhớ là cô ở miền Tây, chứ đâu phải ở mỏ than đâu mà cô than thấy sợ à. Để tôi coi hồ sơ xong tôi giúp được gì không nha. Dạ. Chào sếp. Chào mọi người, em về. Nữ nữ, chờ anh với nữ. Em chào sếp. Hả? Chào hai em, anh về trước nha. Đâu à, anh về trước nha. Dạ em chào anh. Em về trước nha Mai. Dạ anh về. Ôi, hết giờ làm rồi, đi làm vài chai nha. Tôi tưởng ông lúc nào cũng bận với những cô gái chân dài chứ. Ê, ông đừng có chọc ngoáy vào nỗi đau của tôi nha. Tôi có để ý một người, nhưng mà người ta đâu có thèm để ý tôi đâu. Người ta lơ là, rồi người ta không thèm đếm xỉa luôn ông ơi. Sếp, chào sếp. Sếp chưa về hả sếp? Anh Trọng. Dạ, anh sao giờ này sếp còn ở công ty? Giờ này tôi còn ở lại á,
để làm hết công việc trợ lý của cậu nè. Mới đúng giờ mà về liền vậy đó hả? Dạ, tại em có công việc. À, em về em chở má em đi ăn. Mai, đâu? Qua phòng anh có chuyện chút. Dạ, em qua liền. Dạ, chào sếp. Ồ, sếp. Ủa giờ sao ta? Bây giờ sếp không về tôi sao ông? Thì ông cứ về đi. Sếp đã kêu là sếp sẽ làm việc thay cho trợ lý của tổng giám đốc rồi còn gì nữa. Tôi mà là sếp hả? Được làm việc với mấy em xinh đẹp, tôi làm tới sáng mai luôn cũng được nữa. Thôi, đi làm về trai đi. Mặt mày ủ rũ. Thôi, đừng có giỡn ông. Sếp còn ở đây, sao tôi về được? Thôi, đi, không về đi. Vậy em khác ha? Bữa khác nhậu. Tài ơi, sao mày khổ quá Tài ơi. Giờ này mà còn chưa được về nữa. Hai em ngồi đi. Hôm nay anh mời hai em tới đây á là để chúng ta bàn bạc về dự án nước mía có ga và nước ép nhiệt đới, để ngày mai chúng ta sẽ họp. Sao rồi? Nước ép nhiệt đới của em tới đâu rồi? Em làm xong rồi. Em rất tự tin với dự án nước ép nhiệt đới lần này. Còn em thì sao đâu? Dạ em cũng xong rồi ạ. Thực ra anh rất quan tâm về hai dự án này, nhưng cũng đang nghiên cứu rất kỹ. Vừa qua anh có tham khảo ý kiến của chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực nước giải khát. Họ đều cho rằng á, trong thời điểm hiện tại chúng ta đưa ra nước mía có ga sẽ hợp lý hơn. Sao lại như vậy? Anh cho em biết lý do được không? Được rồi, anh giải thích cho em hiểu nha. Theo như lần trước em trình bày dự án thì nước ép nhiệt đới của em sẽ gồm nhiều mùi vị trái cây và nhiều hương liệu hơn cho khách hàng lựa chọn, đúng không? Đúng vậy. Đó mới là vấn đề. Nếu mà nhiều mùi vị trái cây á, chúng ta sẽ đầu tư chi phí sản xuất hơn. Lần này chúng ta đưa ra thị trường chỉ là để thăm dò thôi. Nếu mà chi phí sản xuất cao quá, anh cảm thấy mạo hiểm, không hợp lý lắm. Được rồi, hôm nay chúng ta chỉ bàn như vậy thôi. Ngày mai họp với mọi người á, chúng ta sẽ bàn kỹ hơn. Dạ. Em xin phép giám đốc. Xin phép em cũng ra ngoài đây. Trời ơi, Tài ơi Tài, giờ này chưa được về nữa. Có ai khổ như mày không Tài ơi? Sếp về mà sếp hành dữ vậy trời. Ơi ơi. Hợp xong rồi hả? Ủa sao anh Tài chưa về? Hồi nãy sếp nói vậy sao dám về được. À mà sếp còn ở trỏng hả? Trời ơi sao không chịu về đi trời. Anh Trọng, cầm cái hồ sơ ngược đọc cũng được hay vậy Tài? Dạ lâu lâu đọc ngược thấy nó cũng hay sếp. Anh Trọng, anh chưa về nữa hả? Giờ này cũng uống cà phê. Hôm nay làm đêm chắc là trễ lắm, cho nên không về nhà. Sếp ở lại công ty luôn hả sếp? Còn em sao sếp? Tôi có bắt cậu ở lại đâu mà làm gì sợ chứ vậy? Trễ rồi, về đi. Dạ, tại em lỡ có hứa với má em chở má em đi ăn. Chứ thôi em ở lại với sếp hết đêm luôn. Dạ, vậy thôi em về nha sếp. Mai nè, anh đi về nhé. Còn dự án của em á, đến bàn bạc thật kỹ lại với mọi người, có gì anh sẽ giải quyết sau nha. Chào sếp em về. Dạ em biết rồi, em sẽ cố gắng làm sớm để đưa cho anh. Có gì thì bổ sung sớm cho anh nha. Dạ em biết rồi. Em chào anh chị, em về trước nha. Vậy nha. Anh Trọng nè, hay là đem phụ anh nha? Không cần đâu, công việc không nhiều lắm. Được rồi, em về nghỉ ngơi sớm đi. Đào,
Tao này đi ăn với anh nha. Ủa, sao anh nói là anh đi ăn với má mà? Thì anh chở má đi ăn trước, xong rồi anh chở em đi ăn sau. Hả? Không, anh chở em đi ăn trước, xong rồi anh về anh chở má đi ăn sau. Thôi, anh đi ăn với má anh đi, bữa khác tụi mình đi cũng được mà. Nhưng mà anh nói má anh đi ăn sau rồi. Em mới nhớ ra, em để quên đồ trong văn phòng á. Anh đi trước đi nha. Ê, Đào. Sao con chưa về nữa? Chị Mai còn ở đây thì làm sao mà em về được? Chị ở lại để mà quan tâm sếp hả? Tận tâm quá ha. Nhưng mà chị yên tâm đi, có làm gì thì cũng vô ích thôi. Chưa tới phút chót thì vẫn chưa biết kết quả đâu. Ngày mai vẫn còn một cuộc họp nữa mà. Thì ra là chị vẫn còn tự tin như vậy đó hả? Sẵn đây em nói chuyện này cho chị nghe nha. Chị còn nhớ cái hôm mà chị nghe lén em nói chuyện điện thoại không? Chị nghĩ cuộc điện thoại đó là thật hả? Thì ra là gọi cho trai để cầu cứu. Cô thì chỉ giỏi việc này thôi chứ gì. Nhưng mà người tư vấn cho con Đào nói cũng có lý. Mình phải suy nghĩ kỹ về vấn đề này mới được. Sẽ rơi vào bẫy của mình và chọn sản phẩm nước ép nhiệt đới. Tốt lắm, mọi việc em cứ tiến hành như vậy nha. Tối nay mình gặp nhau rồi nói tiếp. Ok, em biết rồi. Cô Ủa, có chuyện gì mà hai người cười tươi vậy? Dạ, không có gì đâu sếp. Em vừa kể cho chị Mai nghe mấy cái chuyện vui về thủ đoạn trong giới kinh doanh đó mà. Vậy hả? Hôm nào kể cho anh nghe nha. Tối nay có buồn á thì ghé nhà em. Thôi em về trước nha. Em về nha chị Mai. Em chào sếp. Em pha cho anh nè. Dạo này công ty mình nhiều việc quá, em thấy anh lúc nào cũng mệt mỏi hết, nên pha cho anh ly trà xanh. Anh về nha. Gì vậy? Tưởng Trọng về hả con? Anh Trọng á, anh muốn đi về giờ nào á thì anh về. Có gì đâu á mà con phải tưởng tượng. Với lại á, con cũng không có quan tâm. Không quan tâm? Phải không? Không quan tâm mà ngồi trình hình ở đây từ chiều tới giờ, coi phim hoạt hình mà cái mặt buồn thiêu hả? Còn chối nữa. Dù hả? Bây giờ con tính sao đi Du? Anh Trọng lần này giận con thiệt luôn rồi đó. Anh không có về nhà luôn kìa Du. Mặt mày vậy thì sao mà nó về?
Gặp Vũ cũng không thèm về nữa. Thấy ghê. Vũ, Vũ ác quá. Sao Vũ nỡ nào nói với con như vậy? Cái mặt này vài bữa nữa là nó hết sạch à. Lúc đó hả, còn là đẹp lung linh. Trời. Mà không, đẹp hơn trước rất là nhiều. Vậy hả? Ừ. Mà Vũ cũng không hiểu con nữa. Cái chuyện có chút xíu như vậy à, con phải bàn bạc với chồng chứ. Tự nhiên rồi đi cắt bỏ cái bọng mắt, nó không giận mới lạ đó. Không hiểu con luôn á. Thôi mà Vũ, con biết lỗi rồi. Vũ á. Gì đây? Gừng càng già càng cay. Nhột Vũ, chị hai. Vũ chỉ con á cách nào năn nỉ anh Trọng đi. Lần này anh Trọng giận dữ lắm á. Vũ á, mà không giúp là con chết luôn á. Thôi được rồi, con điện thoại cho nó chưa? Hả? Con điện thoại luôn rồi. Nó nói sao? Anh không có bắt máy. Anh chỉ nhắn có một tin nhắn lại cho con thôi. Nhắn sao? Tối nay anh không về nhà, anh ngủ lại công ty. Trời, vậy thôi hả? Ừ. Nó nói vậy thì con cho nó thời gian đi chứ biết sao giờ. Thôi, chuyện vợ chồng của tụi bay tự giải quyết lấy đi nghe. Chứ giờ Vũ buồn ngủ quá, Vũ không có nghĩ ra cách nào được đâu. Ha, vậy đi, Vũ ngủ trước đây. Vậy nghe. Vũ! Tới Vũ mà cũng bỏ mặt con luôn như vậy nữa. Trời ơi, nhức đầu quá đi. Mấy cái vụ tranh chấp tài sản thừa kế này phức tạp lắm. Nhất là những trường hợp có nhiều người tham gia nữa. Cần phải cẩn thận và kỹ lưỡng, phân tích mọi tài liệu thì mới làm được. Không có kinh nghiệm á, dễ sai sót lắm. Em biết rồi, cho nên em mới nhờ sếp. Biết sếp có kinh nghiệm mà, bia hoài. Nói giọng đó đó. Không muốn làm á, thì nhờ người khác làm đi. Đã làm không công mà còn nói cái kiểu đó nữa. Em nói giỡn mà, sếp làm thấy ghê quá. Em biết á, là sếp của em rất là giỏi, rất là tốt bụng, lại còn hả quen biết rất là nhiều người, cho nên em mới an tâm nhờ sếp chứ bộ. Thôi thôi được rồi, đừng có nói những cái tốt của tôi nữa cô ạ. Alo, tôi nghe nè. Bà đang ở đâu vậy? Bà về nhà chưa? Tôi đang ở văn phòng luật cũ, có gì không? Vậy hả? Tôi tính rủ bà là tối nay qua nhà ngủ chung với tôi nè. Bộ bà tính đuổi chồng bà lên công ty ngủ hay sao rủ tôi qua? Khỏi đuổi, anh chồng ở lên công ty ngủ thiệt rồi, có nhà đâu mà đuổi. Hả? Nó giỡn mà thiệt luôn hả? Bộ bà với chồng bà giận nhau hay sao mà anh Trọng lên công ty ngủ? Thì cũng tại vì á, cái chuyện cắt bỏ bọng mắt nè. Thôi một chút nữa, bà qua đây đi, rồi tôi kể cho bà nghe. Đi, tôi qua đây làm cho tôi tươi sáng lên đi. Bà chọc cho tôi cười đi, nếu không tôi khóc vậy hoài, cái mắt tôi nó không có hết đâu. Ừ, vậy đi, lát tôi qua, vậy nha. Dạ, sếp tiếp tục đi sếp. Đi làm đẹp làm chi, rồi giờ ngồi đau đớn. Gặp tôi hả, cho tôi tiền mà đau đớn vậy tôi cũng làm đâu. Nè, tôi nói cho bà biết nha, chẳng thà tôi chịu đau đớn một chút xíu vậy đó, để ngày mai cuộc đời tôi nó tươi đẹp hơn. Không thể nào mà chịu đựng được cái bọng mắt này, nó làm cho tôi già đi, bà hiểu không? Ê bà Tươi,
Bà làm cái gì mà say mê chăm chú dữ vậy? À, tôi đang giúp thằng Tùng giải quyết vụ kiện của khách hàng. Trời ơi trời, bà giỏi gì đó hả? Phải bà không đó? Trời ơi, làm gì mà coi thường tôi dữ vậy? Bà nên nhớ là tôi đã làm ở văn phòng luật sư 3 năm 2 tháng 15 ngày nha. Đừng xem thường tôi nghe. Nhưng mà vụ này á, tôi nhờ ông sếp cũ bên văn phòng luật làm giùm. Tôi chỉ phụ một tay thôi. À, thì ra là vậy. Mà sao tôi không hiểu á, bà làm gì mà bà quan tâm cái thằng nhóc Tùng đó quá vậy? Không lẽ bà thích cái thằng nhóc đó hả? Bà nghĩ sao vậy? Tôi ở trong nhà bà Mai á biết bao nhiêu lâu rồi, tôi cũng chỉ xem Tùng á giống như là em của mình thôi. À, mà thằng Tùng á là em của bà Mai, rồi lỡ có gì á tôi kêu bà bằng chị hả? Thôi khỏi đi, không dám đâu. Trời ơi, công nhận bà ghê thiệt á. Tôi chỉ mới nói vậy thôi mà bà tưởng tượng mà suy nghĩ tới cái chuyện mà bà là em dâu của bà Mai luôn. Trời ơi, bà bảo đảm trong đầu bà có ý nghĩ vậy rồi, bà mới nghĩ vậy á. Bà đúng là tào lao thiệt á. Nói cho bà biết một lần nữa là tôi chỉ coi thằng Tùng là em thôi, nghe chưa? Bà không có suy diễn lung tung. Suy diễn lung tung gì? Trời ơi, tôi đang tưởng tượng nè, một ngày nào đó tự nhiên cái bà kêu thằng Tùng là em quên, thằng Tùng nó kêu bà em yêu. Trời ơi, thôi đi bà, để yên cho tôi làm việc. Toàn nói tào lao không à. Thôi được rồi, tôi sẽ đi xuống lấy trái cây lên để tôi với bà ăn, giữ gìn nhan sắc, với lại để cho bà tập trung làm việc giúp cho em yêu Tùng của bà. Thiệt tình. Em yêu à? Em yêu. Thôi dẹp đi, làm việc. Làm gì vậy sớm dữ vậy? Trời ơi, sao điều không có tiếng động gì hết vậy? Làm hết hồn mà. Tại em tập trung quá chứ bộ. Em làm gì mà bữa qua tới giờ cứ tập trung vô màn hình máy tính, rồi thỉnh thoảng tự nhiên cái tủm tỉm cười. Em làm gì vậy? Có làm gì đâu. Mà thôi, mặc kệ em đi. Em chơi cổ phiếu đúng không? Nè 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 nè, không có chuyên môn chơi á là dễ tan nhà nát cửa lắm đó nghe. Trời ơi, cái đó xưa lắm rồi, giờ này ai chơi cổ phiếu nữa. Vậy chứ em làm gì? Có làm gì đâu. Thôi lên kêu bé Na dạy giùm em đi. Nè, có gì phải nói cho anh biết đó nghe. Biết rồi, đi đi. Một buổi sáng không á mà em đã kiếm được mấy chục triệu rồi. Nói cho anh nghe làm gì. Vàng ơi là vàng. Thôi, anh cũng nghĩ giống như em vậy đó. Ủa Mai, chào buổi sáng. Sao thẫn thờ vậy? À, dạ không có gì. Em chào anh. Ừ, đi em. Lúc mới vô công ty làm á, lúc đó anh cũng hay ngờ ngờ lắm. Cảm ơn bạn, các từ này anh sẽ đổi sở hữu cho sống nhé.
cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và em rất hy vọng sẽ nhận được ý kiến đóng góp của tất cả mọi người. Mọi người vừa xem xong phần trình bày của cô Mai và cô Đào. Sao? Có ai có ý kiến gì không? Cậu Quang, thấy thế nào? Dạ, em thì thích ý kiến của cô Đào về nước mía của Ga. Bởi vì thứ nhất là nó sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí. Cái thứ hai, đây là một sản phẩm nó vừa quen thuộc cũng vừa mới lạ. Và với thời tiết nắng nóng như vậy mà uống được một ngụm nước mía của Ga thì còn gì bằng hết sếp. Đúng vậy, tôi cũng nghĩ vậy đó. Còn có ai có ý kiến gì nữa không? Em đồng tình với nước mía có Ga. Dạ, em cũng nghĩ vậy. Em cũng vậy. Ok, vậy thì rõ rồi. Chúng ta sẽ thống nhất nước mía có Ga sẽ là sản phẩm chủ lực của công ty chúng ta. Bây giờ thì kết quả đã có rồi đó. Không biết có ai còn thắc mắc gì nữa không? Em đã nói với chị rồi. Làm việc á thì phải dựa vào cái này và cả cái này nữa. Nhưng mà chỉ bưng trà rót nước như vậy thì vô dụng thôi. Đúng rồi. Em dựa vào cái này á mới tìm ra một dự án để bù lỗ cho công ty. Nhưng còn dựa vào cái này thì... Chị nói cái gì đó? Làm gì mà nổi nóng vậy em? Mỗi người có một cách khác nhau. Chị á chỉ cần dùng tới cái này thôi thì đã chiếm được trái tim của người ta rồi. Chào sếp. Dạ chào sếp. Cô Tùng. Chào sếp. Công việc anh đã giao cho em đã làm xong chưa? Anh cho em thêm vài ngày nữa nha. Ok, cố gắng lên nha. 2 ngày nữa giao lại cho anh. Ông nghĩ sao mà 2 ngày làm xong vậy? Mà ông cũng gan ghê, dám nhận luôn. Alo, có chuyện gì không chị Tươi? Sao biết có chuyện gì hay vậy? Bà chị cũng có chuyện ngạc nhiên cho em nè. Chị đang đứng ngoài trước cửa nè, em ra đây đi. Có chuyện gì không? Em đang bận lắm đó. Thì ra đây đi rồi biết, vậy nha.
Tùng, chị có điều bất ngờ dành cho em nè. Chuyện gì? Em đoán đi. Thôi, công việc em đang lu bu lắm, không có thời gian đoán này đoán nọ đâu. Chị có gì nói luôn đi. Không đoán thôi, làm gì nạt nộ người ta dữ vậy? Nè, cầm đi. Trời đất ơi, công tình á, người ta hả, làm xong chạy tới đây đưa cho, không một lời cảm ơn còn nạt nộ người ta nữa. Mai mốt không có lần thứ hai đâu nha. Đồ đáng ghét. Này, để coi tài khoản tăng được bao nhiêu tiền rồi. Đây là hóa đơn tiền điện, tiền nước tháng này của công ty mình. Em xem đi. Tháng này tiền điện chỉ tăng chút xíu à. Anh cứ để đó đi, em đang bận mà. Ủa, mỗi khi nghe tiền điện tiền nước tăng là em la âm sợm mà. Sao bữa nay em không quan tâm vậy? Sau này mấy cái tiền này anh tự đóng luôn đi, khỏi đưa cho em nữa. Hả? Chuyện gì vậy em? Không, không có gì hết. Chắc là hết pin hoặc là ngoài dùng cuộc sống thôi. Em có chuyện gì nói cho anh biết đi. Tại sao lại như vậy chứ? Nói đi. Nói cái gì mà nói? Anh có em để em suy nghĩ không? Bây giờ phải làm sao? Gọi ngân hàng kiểm tra tài khoản. Xuống ngân hàng. Dạ, alo. Alo. Dạ. Tôi muốn kiểm tra tài khoản ngân hàng. Tên tài khoản là gì hả chị? Tên tài khoản là Đặng Kim Hoàng. Dạ, để em kiểm tra lại. Dạ, tối qua lúc 2 giờ sáng, tài khoản của chị đã rút ra 2.500.000 đồng. Số tiền trong tài khoản của chị hiện nay là 45.000 đồng. Có anh Bảo chuyện gì quan hệ khách hàng đó không? Cho tôi gặp đi. Dạ, sáng nay anh Bảo đã chính thức nghỉ việc ở ngân hàng rồi ạ. Em tỉnh rồi hả? Em thấy trong người sao rồi? Em đang ở trong bệnh viện hả? À phải, lúc em xỉu ở công ty, anh với anh em trong công ty đưa em tới bệnh viện luôn á. Nhưng mà tự nhiên để em nằm phòng riêng vậy, tốn kém lắm. Trời ơi, giờ phút này mà em còn tính toán nữa hả? Tốn đâu có bao nhiêu đâu. Em, chẳng lẽ dù phòng riêng hay là phòng thường mà em lại buồn vậy hả? Anh, tiền của em trong ngân hàng sao rồi? Sao rồi anh? Thì anh mới vừa gọi điện hỏi chuyện bên ngân hàng. Rồi họ nói sao? Có cách nào lấy lại tiền cho em không? Cái thằng Bảo trúng mất tiêu rồi. Giờ ngân hàng sẽ phối hợp với công an điều tra vụ này. Mà không phải riêng em đâu, còn nhiều trường hợp cũng bị lừa gạt y khuôn vậy á. Cái thằng khốn nạn, em mà gặp lại nó không yên với em đâu. Rồi em sẽ làm cái gì?
Nếu như ngay từ lúc đầu em nói cho anh biết chuyện này thì đâu có xảy ra đâu. Mà thôi, anh làm ơn đừng có nhắc lại cái số tiền đó nữa. Nhắc cho em nhớ. Không hiểu sao luôn, bình thường em tính toán chi li, vậy mà đùng cái bị người ta lừa gạt hết mấy tỷ bạc. Tiền của vợ chồng mình đã dành dụm mấy năm nay mà. Anh thôi đi, anh làm ơn đừng có nhắc tới tiền nữa được không? Chào anh chị. Chào bác sĩ, chị thấy trong người thế nào rồi? Tôi thấy ổn rồi. Tôi có thể xuất viện ngay bây giờ được không bác sĩ? Thật ra chị bị ngất xỉu là do tinh thần căng thẳng và bị sốc động mạnh. Chị có thể xuất viện ngay bây giờ. Tôi khuyên chị nên ở lại bệnh viện để theo dõi thì tốt hơn. Nhưng mà ở lại vậy tiền chi phí bao nhiêu một ngày vậy bác sĩ? Giờ mà còn tính toán tiền nữa hả? Cứ nằm đây cho bác sĩ theo dõi. Chị cứ yên tâm, tiền mà chị nằm ở bệnh viện để theo dõi á thì chồng chị đã đóng vào bệnh viện lúc ban đầu rồi. Vậy nếu bây giờ tôi chuyển qua phòng bình thường thì cái tiền mà tôi đã đóng có được trả lại không? Thôi im đi, cứ nằm đây không đi đâu hết á. Dạ cảm ơn bác sĩ, giờ tôi cứ nằm đây được rồi. Dạ chào anh chị. Dạ cảm ơn bác sĩ. Sao lại không? Bây giờ đổi xuống phòng bình thường, biết đâu người ta trả tiền lại cho mình thì sao? Mình đâu có còn bao nhiêu tiền nữa đâu. Tiết kiệm được chút nào hay chút đó chứ. Tiết kiệm được bao nhiêu? Di chuyển tới di chuyển lui chỉ cho rắc rối. Ngồi đây đi, anh xuống dưới căng tin kiếm gì mua cho em ăn. Mua gì rẻ rẻ thôi. Anh lựa cái mắc nhất anh mua. Người kỳ thiệt chứ. Dạ chào chị. Dạ. Em muốn chọn một bộ dây chuyền để đeo trong kỷ niệm ngày cưới, chị có thể tư vấn cho em được không? Dạ ở đây có rất là nhiều mẫu mới, chị xem đi ạ. Chị cho em xem mẫu này. Dạ. Em thấy rất hợp với chị đó. Vài ngày nữa là tới kỷ niệm ngày cưới của anh với Kiều. Anh muốn tặng cho Kiều một bộ trang sức, mà mấy cái đó anh không có rành lắm. Hay là mà giúp anh nha. Chị lấy cho tôi xem. Dạ, cái này chị. Nữa quyết định lấy bộ này, chị bỏ hộp giùm em nha. Dạ, để em vô thanh toán. Chị đợi em chút nha. Chẳng một ai.